nhổ răng khôn hàm dưới sẽ bị hành như thế nào. Lúc này là khoảng 8 tiếng sau khi cắt nửa cái răng khôn. Mặt bên trái của tôi có dấu hiệu sưng nhẹ và bụng thì đang rất đói. Thấy vậy, anh xã mới vào bếp, cầm củi cháy hành, xào thịt, nấu cho tôi một tô cháo, húp cho đỡ đói để còn uống thuốc. Nhìn màu sắc của cháo thì khá là ngon, nhưng cái miệng của tôi không có thể há to được á mấy bạn. Vì thiệt sự lúc này rất đau, tôi có thể cảm nhận bác sĩ khâu 7-8 mũi sau khi loại bỏ nửa cái răng khôn. Có nhiều bạn hỏi, lần nhổ lần khó sao không nhổ luôn nguyên cái răng? Tôi cũng thắc mắc y như vậy đó. Thì bác sĩ bảo, phần răng của tôi khó dây thần kinh đi qua. Nếu mà nhổ luôn nguyên cái thì nguy hiểm khó lường. Do đó bác sĩ chọn phương án là chỉ cắt, bỏ nửa cái răng khôn. Phần răng khôn còn lại một thời gian sau sẽ tự nhô lên khỏi dây thần kinh. Đến lúc đó lấy ra hay để đều không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sáng lại, anh xã tiếp tục cho tôi ăn cháo. Tình hình là mặt sưng to hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Ăn nhai thì được, nhưng đến lúc nuốt rất đau luôn. Nhìn mặt tôi nhăn như khỉ là mọi người cũng hiểu phần nào cảm giác được ăn như bị ăn, mà cố gắng ăn xong, uống thuốc vào là cảm giác đau sẽ giảm. Còn nếu đau quá, bạn có thể dùng khăn bỏ ít cục nước đá vào chườm cũng đỡ lắm. Có thể nói lần nhổ răng khôn này cũng đau không kém với cái lần mổ bắt con tí nào.